Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến dự và chung vui với người dân khu dân cư Đình Thọ, phường Nam Dương, quận Hải Châu trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Khu dân cư Đình Thọ có 473 hộ, trong đó có 459 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ là 97% so với toàn thể hộ gia đình đăng ký từ đầu năm. Ban công tác mặt trận khu dân cư Đình Thọ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo, cuộc vận động Ba Hương do Quận ủy Hải Châu phát động. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những thành tích khu dân cư Đình Thọ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, gắn bó của bà con nhân dân cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Bí thư Thành ủy cho biết, năm nay lãnh đạo thành phố đã thống nhất chi từ ngân sách hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ 1.186 khu dân cư và 14 đơn vị thuộc 7 quận huyện được chọn làm điểm để tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của người dân, là dịp để gắn kết cộng đồng, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bí thư Thành ủy tin tưởng và hy vọng trong thời gian đến, khu dân cư Đình Thọ sẽ tiếp tục phát huy những tấm gương sáng, sẽ có thêm nhiều mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng một cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, văn minh, bình yên.